Phạm Nhật Vượng, từ vua mì gói Ukraine đến ông chủ Vingroup giàu nhất Việt Nam. Sinh ngày 5 tháng 8 năm 1968 tại Hà Nội, quê gốc Hà Tĩnh. Cha là một quân nhân, mẹ ông bán trà rong trên phố. Phạm Nhật Vượng là cựu sinh viên trường Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội và nhờ thành tích xuất sắc trong môn toán, ông được học bổng du học ở trường Đại học Thăm dò Địa Chất Liên bang Nga. Ngay từ năm thứ ba đại học ông đã bắt đầu kinh doanh. Ông thuê một phòng rồi nhập hàng từ Việt Nam để bán, lúc đầu kiếm được nhiều tiền nhưng sau thị trường thay đổi, thiếu kinh nghiệm nên phá sản. Năm 1993, Phạm Nhật Vượng tốt nghiệp đại học và kết hôn với bà Phạm Thu Hương. Ông và bà Hương mở một nhà hàng Việt Nam tên là Thăng Long ở Kyiv, Ukraine. Ngày 8 tháng 8 năm 1993, Phạm Nhật Vượng bắt đầu sản xuất mì ăn liền với thương hiệu Mivina. Hoạt động kinh doanh của ông tại Ukraine diễn ra rất thuận lợi. Đến năm 1995, thương hiệu mì Mivina bắt đầu xuất hiện trên thị trường rồi nhanh chóng trở thành tên thương hiệu cho hầu hết các thực phẩm ăn liền ở Ukraine. Năm 2000, Phạm Nhật Vượng đầu tư phần lớn lợi nhuận từ việc bán mì gói về quê hương Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Sau khi khảo sát, Phạm Nhật Vượng đã quyết định đầu tư vào thị trường du lịch và bất động sản. Theo sau đó, Vinpearl Nha Trang ra đời năm 2001 đánh dấu sự có mặt đầu tiên của Vingroup trên thị trường bất động sản Việt Nam. Ông hiện vừa là sáng lập viên, vừa là thành viên hội đồng quản trị Vinpearl Land và công ty cổ phần Vincom. Ông được xem là tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7 tháng 3 năm 2011 với giá trị tài sản lên đến khoảng 21.200 tỷ đồng Việt Nam tương đương 1 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm đó. Trước đó vào năm 2010, Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với số tài sản gần 15.800 tỷ đồng. Phạm Nhật Vượng được tạp chí Forbes nêu tên trong danh sách tỷ phú thế giới lần đầu tiên vào năm 2013 ở vị trí 974 thế giới với tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ, năm 2016 là 2,1 tỷ đô la Mỹ. Tháng 6 năm 2021, diễn biến cổ phiếu Vix biến động khiến tổng giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng sụt giảm khoảng 50.975,2 tỷ đồng. Dẫu vậy, Ông vẫn giữ nguyên vị trí là người giàu nhất Việt Nam với giá trị tài sản ròng đạt 8,1 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 322 trong danh sách người giàu thế giới. Theo Forbes, tính đến đầu tháng 12 năm 2021, tài sản của Phạm Nhật Vượng có giá trị 8,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 344 trong số các tỷ phú thế giới tính theo thời gian thực. Ở tuổi 50, ông Vượng gây bất ngờ với công chúng khi quyết định dồn lực đầu tư vào hai lĩnh vực công nghiệp và công nghệ. Hiện nay, tập đoàn Vingroup không chỉ phát triển tại thị trường Việt Nam mà còn vươn ra thị trường quốc tế như Mỹ với việc phát triển VinFast cho đến thời điểm hiện tại tuy có nhiều doanh nhân cũng đang ngày càng nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ hay những thành tích đáng nể được tạo ra nhưng tất cả vẫn chưa thể xóa bỏ được ngôi vị đứng đầu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.